Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 23 tháng 8 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai công tác quý 3 năm 2022. Huyện ủy Văn Lâm tổ chức tọa đàm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hưng Yên phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 trên 48%, đến năm 2030 là khoảng 60%. Đồng bào Công giáo tỉnh Hưng Yên tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Hợp tác xã Kiên Quả Nhật Tân, huyện Tiên Lữ nhiều giải pháp tiêu thụ nhãn cho các thành viên. Tòa án Nhân dân huyện Kim Động xét xử lưu động hai vụ án hình sự về ma túy. Chiều nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 2, triển khai nhiệm vụ quý 3. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các phòng giao dịch cấp huyện kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần giúp các đối tượng chính sách có thêm vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách và tổng dư nợ đạt gần 3.400 tỷ đồng, tăng trên 10% so với đầu năm, tập trung chủ yếu ở các chương trình như cho vay, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay nhà ở xã hội, cho vay học sinh, sinh viên. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng Quản trị phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tiếp tục tham mưu chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, giao Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan chuẩn bị điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ tại cấp tỉnh vào giữa tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường tự soi, tự sửa để phát huy cái tốt, điều chỉnh, khắc phục cái chưa tốt là biện pháp hữu hiệu để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới. Đó là nội dung chính của buổi tọa đàm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị do Huyện ủy Văn Lâm tổ chức sáng nay. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ý kiến tham luận tại buổi tọa đàm khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 04 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phân tích làm rõ kết quả thực hiện các kết luận quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, nhất là thực hiện kết luận số 21. Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế như việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình có nơi còn hình thức, giải pháp khắc phục sau kiểm điểm còn chưa cụ thể, việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, kết nạp đảng viên mới ở chi bộ nông thôn còn khó khăn. Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh xây dựng đảng hệ thống chính trị như tăng cường tự soi, tự sửa, gắn với việc tu dưỡng rèn luyện, nêu gương của cán bộ đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên ngay từ khi là sinh viên, tập trung lãnh đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, làm cơ sở tạo nguồn phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong đảng và phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1895 phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Chương trình đặt mục tiêu phát triển đô thị nhanh và bền vững theo quy hoạch của tỉnh, xây dựng theo kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giữ gìn và phát huy các yếu tố văn hóa đặc trưng, bản sắc của địa phương, nâng cao tính kết nối hài hòa giữa các đô thị, giữa đô thị và nông thôn. Chương trình xác định tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 trên 48%, đến năm 2030 là khoảng 60%. Tỉnh Hưng Yên cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 có 16 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại 2, 1 đô thị loại 3, 4 đô thị loại 4 và 10 đô thị loại 5. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 19 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại 1, 1 đô thị loại 2, 2 đô thị loại 3, 7 đô thị loại 4 và 8 đô thị loại 5. Các chỉ tiêu phát triển đô thị như diện tích nhà ở, đất giao thông, đất cây xanh đô thị, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị, tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố được điều chỉnh theo từng giai đoạn. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch,
lập chương trình phát triển đô thị, huy động nguồn lực đầu tư công trình dự án trọng điểm, khắc phục các tiêu chí còn thiếu, còn yếu, nâng cao chất lượng đô thị. Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 59 hộ ở thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị Đại An. Dự án khu đô thị Đại An trên địa bàn xã Tân Quang có diện tích đất cần thu hồi là 130 ha, đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt 96% diện tích với 94% trong tổng số 938 hộ đồng thuận. Còn 59 hộ ở thôn Nghĩa Trai không hợp tác trong công tác giải phóng mặt bằng dù được tuyên truyền vận động nhiều lần. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm ra quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 59 hộ này. Ngay trước thời điểm tiến hành cưỡng chế, có một hộ liên quan đã đồng thuận để phối hợp kiểm đếm. Lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm theo đúng các bước quy trình, thủ tục và luật định, có đầy đủ phương án đảm bảo an toàn về lực lượng, phương tiện tham gia. Việc kiểm đếm bắt buộc thành công là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình giải phóng mặt bằng cho dự án khu đô thị Đại An và tạo tiền đề sự đồng thuận cao hơn nữa khi triển khai các dự án khác trên địa bàn huyện Văn Lâm. Quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Năm nay nhãn được mùa, giá giảm so với năm 2021. Tuy nhiên, ở hợp tác xã cây ăn quả xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc nhãn giải vụ, tăng sản lượng nhãn làm quả biếu có giá cao hơn nhãn làm long, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hội viên. Anh Nguyễn Quang Hải, thành viên của hợp tác xã cây ăn quả xã Nhật Tân có hơn 2 mẫu, chủ yếu nhãn Hương Chi. Để giảm chi phí sản xuất, thuận lợi cho việc tiêu thụ nhãn quả tươi, anh Hải đã áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc để 50% diện tích nhãn cho thu hoạch sớm, còn lại là nhãn chính vụ. Vụ này anh ước thu 8 tấn nhãn, chủ yếu bán với giá từ 15 đến 45.000 đồng một kg, trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh ghép được khoảng 40 gốc nhãn Hương Chi sang các giống chất lượng cao như cùi, siêu ngọt và đường phèn. Hôm hội chợ ở trên Hà Nội thì là cái đường phèn thì là bán được 120, cùi đầu vuông ấy thì bán 80.000, xong là đến Hương Chi bán được 50.000 rồi. Bây giờ thì bà con đang thu cái siêu ngọt trung bình của nó rơi vào khoảng tầm 20-22. Tôi và gia đình là có quê hương ở xa, thứ nhất là quê vợ tôi ở Cao Bằng và ở trên Tam Đảo Vĩnh Phúc, nên là hàng năm chúng tôi toàn đặt mua cái nhãn của hợp tác xã cây ăn quả xã Nhật Tân, đặc biệt là cái nhãn đường phèn thì hàng năm chúng tôi mua ít nhất từ khoảng 4 đến 5 tạ. Cái chất lượng này rất là tốt và đánh giá cao cái đặc sản của Hưng Yên. Hợp tác xã cây ăn quả xã Nhật Tân hiện có 18 thành viên với tổng diện tích 15 ha, trong đó diện tích trồng nhãn chiếm khoảng 80%, gần một nửa trong số đó được tập trung để làm nhãn sớm. Bên cạnh đó, các thành viên cũng vừa chuyển đổi hơn 200 gốc sang các giống nhãn chất lượng cao, 30% số cây đã bắt đầu cho thu hoạch. Hợp tác xã chúng tôi cũng có một số cái chuyển đổi và có một số cái hướng đi là chuyển đổi một số giống nhãn cổ siêu ngọt. Và cái giá trị của cái đường phèn ấy, bán ra ngoài thị trường ấy, là từ 80 đến 120.000 trên một kg. Chúng tôi cũng có triển khai làm một số nhãn sớm. 15 tháng 3 là chúng tôi đã cho thu hoạch rồi. Bán tại vườn là 45 đến 50.000 đồng trên 1 kg. Tổng sản lượng vụ này của hợp tác xã ước đạt 120 tấn. Trong đó có hơn 30 tấn nhãn sớm, còn lại là nhãn chính vụ. Nhờ tập trung chăm sóc để bán nhãn làm quả, giúp các thành viên trong hợp tác xã bán nhãn luôn đạt cao hơn thị trường với mức bình quân từ 20 đến 30%. Đến nay, toàn bộ sản lượng nhãn của hợp tác xã tiêu thụ được gần hết và chỉ còn một số diện tích nhãn chín muộn. Tận dụng lợi thế của diện tích đất bãi màu mỡ, những năm qua, thành phố Hưng Yên đã phát triển vùng trồng chuối với diện tích trên 560 ha. Nhằm đưa cây chuối trở thành cây trồng hàng hóa và hướng đến chủ động nguồn hàng xuất khẩu, xuất bán bền vững với giá thành ổn định, Phòng Kinh tế thành phố đang hỗ trợ hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng OTAS. Đây là chương trình quản lý mã số vùng trồng bằng hệ thống tiêu chuẩn liên kết chuỗi khối OTAS Việt Nam phục vụ thị trường quốc tế. Mỗi mã số vùng trồng gồm các thông tin cụ thể
điểm kiểm soát tên vùng trồng, địa chỉ vùng trồng, tọa độ bản đồ Google OTAS là một trong những điều kiện cần thiết để sản phẩm cây ăn quả nói chung và quả chuối nói riêng có thể xuất bán chính ngạch ra thị trường quốc tế. Hiện nay, thành phố Hưng Yên đang định hướng ổn định diện tích vùng trồng chuối hàng hóa tập trung tại các xã, phường, vùng bãi như Lam Sơn, Phú Cường, Hùng Cường, đồng thời để mạnh nâng cao chất lượng và sản lượng chuối quả tươi. Thông qua ứng dụng kỹ thuật sản xuất hiện đại, phấn đấu 100% diện tích trồng chuối hàng hóa được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Dự kiến tháng 9 năm nay, Hợp tác xã Nông sản Phú Cường sẽ có những diện tích chuối đầu tiên được cấp OTAS. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, những năm qua, Đồng bào Công giáo tỉnh Hưng Yên luôn tích cực thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước và trở thành lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương. Nổi bật trong đó là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà con giáo dân trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để tham gia xây dựng các công trình, cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Hàng trăm nghìn mét vuông đất, trên 50 tỷ đồng đã được bà con công giáo đóng góp, ủng hộ để xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông, công trình công cộng tại các địa phương. Từ 2015 nay, thì trong giáo xứ, thì bà con công giáo thì có 76 hộ gia đình và cũng đã hiến là trên 2.600 mét vuông đất để làm cái đường nông thôn mới được mở rộng. Trên lĩnh vực kinh tế, bà con giáo dân đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho người lao động. Toàn tỉnh đã có hàng nghìn lượt hộ gia đình công giáo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh về thương mại, dịch vụ, nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại. Bà con giáo dân ở đây thì rất là tích cực sản xuất, lớp trẻ thì đi làm công ty, rồi trung tuổi thì làm vườn thu nhập khá, các cái dịch vụ như ăn uống, tạp hóa, mở các cái xưởng nhỏ để thu hút những nhân công nhàn rỗi. Trong 5 năm qua thì giáo xứ chúng tôi là thay đổi toàn bộ là nhà tầng, đời sống giáo hội, việc đạo, việc đời là đều là tốt đẹp cả. Toàn tỉnh Hưng Yên có 27 giáo xứ, 53 họ đạo, 80 nhà thờ và nhà nguyện, 25 linh mục chính xứ, quản xứ, 66 nữ tu và trên 20.000 giáo dân. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các ủy đảng, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo được thể hiện bằng nhiều việc làm hiệu quả thiết thực. Tốt đạo đẹp đời nó giống như con chim có hai cánh, về tri thức cũng như về đức tin, hai cánh là phải song song với nhau. Nếu một trong hai cánh mà nó bị yếu thì con chim không thể bay cao bay xa được. Đồng bào công giáo luôn tin tưởng và chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hưởng ứng các cái cuộc vận động, các cái phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp phát động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa, rồi xây dựng khu dân cư 3.0, tham gia ủng hộ tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, kết quả và thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo thì rất là đáng trân trọng. Từ những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào công giáo tỉnh Hưng Yên 5 năm qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, lan tỏa những hình ảnh đẹp về tinh thần bác ái, yêu thương trong xã hội. Công ty Bảo Việt Hưng Yên vừa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho công ty Điện lực Hưng Yên với số tiền 1 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Công ty Điện lực tỉnh Hưng Yên đã tham gia hợp đồng bảo hiểm phòng chống cháy nổ bắt buộc của Công ty Bảo Việt Hưng Yên với tổng giá trị hợp đồng là 400 triệu đồng. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, trạm biến áp 110 kV tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm bị sét đánh hư hỏng. Căn cứ theo quy định của hợp đồng bảo hiểm, mức độ thiệt hại do cháy nổ trạm biến áp, Công ty Bảo Việt đã chi trả quyền lợi cho Công ty Điện lực tỉnh Hưng Yên với số tiền 1 tỷ đồng. Với phương châm người trong thôn gìn giữ sự bình yên cho thôn xóm mình, đầu năm 2021, thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm thành lập đội tự quản an ninh trật tự. Bằng cái tâm và sự nhiệt tình trách nhiệm của các thành viên trong đội tự quản đã làm cho tình hình an ninh trật tự tại địa phương được cải thiện rõ rệt. Ngày nào cũng vậy, anh Nguyễn Văn Toàn, ban ngày thì đi làm ở công ty, đêm tối lại tham gia đội tự quản cùng với anh em làm nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trong thôn.
Tuy công việc này không có lương hay trợ cấp, song anh Toản luôn tâm huyết và trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Mỗi người góp một sức để gìn giữ cho quê hương. Ngày đi làm là tối về đi tuần đêm cho nhân dân ngủ được giấc ngủ yên giấc. Đội tự quản an ninh trật tự thôn Đồng Trung có 14 thành viên, tuổi từ 18 đến 60, hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Mỗi người một nghề, xong cứ đến tối, họ lại tập trung tại các chốt phối hợp cùng với lực lượng công an xã đi tuần tra nhằm phát hiện và ngăn chặn những đối tượng có hành vi xấu. Hơn một năm qua, đội tự quản đã kịp thời ngăn chặn 30 trường hợp có biểu hiện trộm cắp tài sản, vây bắt được 3 đối tượng mang hung khí vào thôn, giải tán nhiều vụ đánh nhau gây rối. Thành lập nên đội tự quản để mục đích chính là để ngăn ngừa những các tệ nạn xã hội, tội phạm của địa phương, để cho nhân dân yên chí làm ăn kinh tế, rồi đưa cái thôn lên tầm cao mới, văn minh hơn, lịch sự hơn. Đội còn đóng góp vận động nguồn xã hội hóa để lắp đặt 12 mắt camera ở những khu vực trọng yếu trong thôn, đồng thời cắt cử người theo dõi camera 24/24. Thôn Đồng Trung có dân số đông trên 2.000 nhân khẩu. Trước đây tình hình an ninh trật tự phức tạp, xảy ra nhiều vụ mất trộm. Từ khi đội tự quản an ninh được thành lập, đã góp phần làm giảm hẳn các vụ trộm cắp, đánh nhau trong thôn, tạo được sự đồng thuận và tin tưởng trong nhân dân. Anh em trong đội tự quản này là rất là nhiệt tình, tâm huyết với lại toàn dân chúng tôi, là chúng tôi rất là yên tâm. Trước khi mà chưa có cái đội tự quản này là có khi đêm nhà tôi là phải trực cử người để thức. Từ khi có cái đội tự quản này là trong thôn xóm chúng tôi là tất cả không có xảy ra một vụ trộm cắp nào nữa. Anh em như vậy là cũng hoạt động rất rộng, kể cả đêm hôm mưa gió, tình hình an ninh trật tự của địa phương là cải thiện là đáng kể, hầu như là triệt để. Mô hình đội tự quản an ninh trật tự ở thôn Đồng Trung là điển hình trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng thôn xóm văn minh hiện đại. Trong thời gian tới thì ủy ban xã sẽ mở rộng cái mô hình 2023, thì cố gắng sẽ mở rộng phấn đấu là 2 cái đội tự quản ở 2 thôn nữa. Thế và sẽ phấn đấu là 2025 sẽ các thôn là có đội tự quản về công tác an ninh trật tự trên địa bàn để đảm bảo công tác an ninh địa bàn trên xã Việt Hưng được ổn định. Không ngại đêm tối khó khăn của thời tiết, các thành viên trong đội tự quản vẫn hàng đêm đi khắp đường làng ngõ xóm để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân, giữ vững an ninh trật tự cho thôn xóm. Sáng nay, tại nhà văn hóa thôn Lai Hạ, xã Hùng An, Tòa án Nhân dân huyện Kim Động tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự sơ thẩm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 tại thôn Ninh Phúc, xã Hùng An, tổ công tác công an huyện đã phát hiện đối tượng Trần Văn Dũng tàng trữ một gói ni lông có khối lượng 0,438 gram là ma túy loại methamphetamine. Dũng khai nhận mua và để sử dụng cùng với Phạm Ngọc Quý ở thôn Lai Hạ và Nguyễn Văn Chính ở thôn Ninh Phúc cùng ở xã Hùng An. Quá trình điều tra, Dũng và Quý đều khai nhận mua ma túy của một thanh niên không rõ tên tuổi địa chỉ với giá 500.000 đồng để sử dụng. Do bị tai nạn lao động đã tử vong, không có căn cứ để xử lý nên hành vi của Dũng và Quý bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2022, tổ công tác công an huyện đã phát hiện và kiểm tra đối tượng Nguyễn Thành Cao, sinh năm 2000 ở thôn Tạ Thượng, xã Trinh Nghĩa, cũng có hành vi tàng trữ trái phép 16,235 gram ma túy. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Cao 6 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Trần Văn Dũng 1 năm 6 tháng tù và bị cáo Phạm Ngọc Quý 1 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.